Chào bà con, mình có hỏi nhân viên của người ta đó, họ chỉ mấy cái này rồi nó quá chứ bự đi, thì cái này nó dành cho cái rồng rọc các bà con, nó dài xa cái rồng rọc này mình bắt không được rồi, cái cho cái rồng rọc nó không có đúng, nó không có đúng hẳn được, còn nếu mà mình mở ra cũng không được nữa, cho cái rồng rọc thôi, thì cái giá của nó là 22 đồng, 21 đồng, cái thằng 21 đồng thì hết hàng rồi, nó chỉ cho mình mấy cái mẫu dán này. Cái mặt hàng mình muốn tìm nó cũng không đúng hẳn. Đây thì bán có một số cái remote control cửa nữa nè. Giá của nó 32 đồng 97. Rồi cái mắc hơn thì 42 đồng. Nhưng mà nó không để đây tại vì cái mặt hàng này có thể dễ bị mất đó. Còn nó một số mặt hàng đây nó cũng để đây. Hai mấy đồng mấy gì nó vẫn để nó không sợ mất tại vì nó có cái hệ thống báo động á. Nếu mà mình không trả tiền nó sẽ bắt mình. Thì coi như nó để như vậy nhưng mà cái chớn với nó lại chết á. Thì cây nếu mà mình muốn mua đó thì mình phải cái này thì nó kêu mình phải ra mang cái giấy nè, ra ra đám mà chỗ mà người bán hàng á, rồi mình đưa cho người ta, rồi bắt đầu người ta sẽ bán hàng đó thì mình đưa cho người ta, bắt đầu mình mới có người ta chỉ đưa cho mình. Để cái này có tại cơ thể nó mắc hơn để coi nó cần bảo vệ kỹ hơn. Ok, đó coi như ngày hôm nay đi không mua được cái mặt hàng mình mong muốn thì chịu thôi. Coi như nó chỉ cho mình mà cái đám đó thì cũng không được như ý mình. Rồi cần cũng bắt buộc mình phải trở lại cái đám mà chỗ mà bán phần tủ lạnh á. Thì giá cả thì có người ta phải ăn lời trong đó thì nó phải mắc hơn nhưng mà phải chấp nhận thôi. Cái nào cũng vậy hết á, cái hàng nào mà không có thì bắt buộc phải chịu. Coi đầy đủ đồ hết bà con ha, coi mấy dây cột đồ này cái nọ rồi nhiều thứ lắm, rồi sơn để đủ cho hết. Cái này không coi như vậy, cái này là không có rồi. Rồi bây giờ mình tạm thời mình ngưng máy. Rồi ai thích cái video của mình cho mình cái subscribe, một cái like để mình tiếp tục mình quay về cuộc sống ở bên này như thế nào bà con ha. Rồi bye bye nha.